Sáng nay, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và Luật Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3 Nguyễn Ngọc Hòa đồng chủ trì tọa đàm. Tọa đàm đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện các kết quả đạt được cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội 13 và Luật Bảo vệ môi trường của cấp ủy Đảng các cấp về lĩnh vực bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững, kết quả và lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh trên địa bàn Đà Nẵng, định hướng phát triển các mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu đô thị sinh thái cùng giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đa số các ý kiến đều cho rằng Đà Nẵng được biết đến là thành phố môi trường, thành phố đáng sống của Việt Nam. Thành phố đã và đang dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, nhất là xử lý chất thải rắn, phân loại rác thải tại nguồn, xử lý nước thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững. Kiến nghị thì sau cái thành phố môi trường nó sẽ là thành phố sinh thái. Đấy. Chứ thành phố xanh thì nó vẫn thấp hơn là sinh thái. Thế thì như vậy thì lúc đó thì chắc là kiến nghị sở tài nguyên môi trường thì cố gắng là 2030 là xong rồi các cái tiêu chí thành phố môi trường và phối hợp cùng với lại ủy ban nhân dân thành phố là quản lý đô thị sẽ dựng về tiếp, lúc đó thì chúng ta bắt đầu là xin là thành phố sinh thái, và bây giờ chúng ta định hướng thành phố môi trường định hướng sang sinh thái, tại vì hai cái là khác nhau, phạm vi sinh thái rất rộng. Các tham luận, ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả và kinh nghiệm của Đà Nẵng trong công tác bảo vệ môi trường, cũng như nhận diện rõ hơn những bất cập khó khăn trong quá trình thực hiện. Đây sẽ là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền Đà Nẵng hoàn thiện thể chế chính sách, đề ra các nhóm giải pháp phù hợp, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 và Luật Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan các đơn vị tiếp tục bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy để thông tin chương trình một cách sâu rộng, sâu sắc, sinh động về công tác bảo vệ môi trường thành phố trong thời gian đến, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như người dân thành phố đối với công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước trong được nâng trong nghị quyết của Đảng trong các nhiệm kỳ, nhất là nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kết luận số 56 của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết Trung ương 7 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường và bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và đặc biệt chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường tăng trưởng xanh thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn 2050. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là thành phố đầu tàu của khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, có tốc độ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhanh, các cấp chính quyền của thành phố rất quyết liệt trong vấn đề bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế. Kinh nghiệm quản lý môi trường của Đà Nẵng có thể là bài học tốt cho các tỉnh thành khác trong cả nước. Những tham luận, ý kiến tại tọa đàm là cơ sở để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kịp thời tham mưu và hoàn thiện các chính sách giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và Luật Bảo vệ môi trường 2020 của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.